Ok, xin chào tất cả mọi người. Và bây giờ chúng ta đang xuất hiện ở khu vực nhà B, bên cạnh cái đầm Thị Nại này. Đó, ở đây thì thông ra đầm hết nha mọi người. Bên này cũng thông luôn. Lúc nãy video trước thì chúng ta đã tham quan là từ con đường ngoài bên kia đi vào đây. Bây giờ video ở đây sẽ đi ngược trở về. Đó, nếu anh em nào đã xem đoạn trước thì bỏ qua đoạn này. Mà chưa xem đoạn trước thì quay lại xem. Xem đoạn trước thấy hay quá, xem tiếp đoạn này. Ok. Đó, đi loanh quanh để xem, thưởng thức cái cảnh vật ở đây. Ở đây đi ngược về thì chúng ta thấy đối diện chúng ta là các cái tòa nhà của khu vực An Phú Thịnh. Thì nếu mà nói về tòa nhà đầu tiên thì chúng ta nói về Civil Tower. À, cái từ gì? Garden Golf Tower của chủ đầu tư An Phú Thịnh luôn. Đó là căn chung cư phải nói là đầu tiên ở khu vực này. Nhưng mà kiểu nó được thiết kế để tránh gió, không có ban công nên hiện tại ở cũng hơi ít á. Tiếp theo là trường đại học FPT, khu nhà ở xã hội An Phú Thịnh, và đây là Vina 2 Panorama mới được bàn giao hoàn thiện trong năm nay thôi. Đây là nhà hàng Sơn Tùng, lúc nãy video trước vào rồi, giờ không vào nữa. Bên đây là cầu Thị Nại. Đại Phú Gia bên đây nha, Đại Phú Gia đây. Giờ đi ra mọi người. Ta nói đi vô cũng háo hức, nhưng mà đi về bắt đầu thở rồi. Đây là khu vực Eco Bay Thị Nại nha. Eco Bay Thị Nại nè. À, bên trong đây là của họ hết, cái phòng mặt bằng đây đã làm rồi nè. Còn kia là ban quản lý. Trên kia là đường quốc lộ 19, là đó là cái mục đích của chúng ta di chuyển ra bên đó. Đây là cổng vào của nhà hàng Sơn Tùng. Họ là làm ở đây dạng bì, ngồi phiêu phiêu quá ok. Đẹp. Có cả dịch vụ du thuyền. Nếu anh em nào thích đi ngắm đầm thì liên hệ di chuyển. Nhớ mặc áo phao khi lên thuyền là ok. Đó, đây mới chỉ cải tạo sơ mà ta nhìn thấy sạch sẽ rồi, ngon nghẻ rồi. Chưa cần phải cải tạo nhiều quá mọi người. Đây, cái đường đi chỉ cần làm đơn giản như thế này thì thích rồi. Trồng thêm cái giàn búp nữa. Đây xả này, bụi bụi đá. Cát này nó rất là thích hợp cho xả này. Mấy coi bụi bụi này rất thích cát luôn. Tại nó không có cản trở cái phần phát triển thân dưới. Đây búp chứ không phải bồi, bầu. Chỉ làm sơ thôi mà thấy đã quê rồi. Kiểu quê hương á, mùi vị quê hương á. Thích mùi ngai ngái của biển á, nước tạt lên. Đây là cung đường đi ra nghe. Đây. Và bên này thì chúng ta sẽ vào khu vực ban quản lý dự án. Nãy đi rồi, giờ rẽ qua đây đi ra thôi. Thì vừa đây có mấy con gì lạ lạ này, cái cua này mọi người, đây hang cua này, cua đỏ hay gì vậy, nó thấy người nó trốn hết rồi. Mình ngồi im mình canh thử một lát nó có ra không. Đó, cua nó lòi ra rồi mọi người thấy chưa? Đấy, đẹp chưa? Một em, hai em rồi. Đấy, thấy người chui vào nữa rồi. Đấy, bên kia này, đó. Chỗ này nó có mấy cái lù thông qua bên kia. Cái lù nước đó mọi người, vậy cái cống đó, nhưng mà nhỏ người ta hay gọi là cái lù. Không qua từ bên đây, nước cứ ra vô này. Mấy cái này nó mới chuyển qua đây nó ở, cua mới chuyển qua đây nó ở. Đẹp ghê á, đủ màu sắc luôn, không biết ăn được không. Mình chưa thử bao giờ.
nhưng mà thấy ra vô vậy là thú vị. À, một em đây ra nè. Đó. TikTok im lặng, im lặng. Chạy hết. Ok, đi ra thôi mọi người. Giờ ra mà không có người xe mới vui nha anh em. Đi mặc dù thích thú vậy nhưng mà thở cũng mệt nha mọi người. Đây nó cũng phù hợp với lại cái kiểu là ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người chôn người khôn người đến chốn làm sao á. Thì nếu anh em nào buồn quá mà ở gần thành phố Quy Nhơn thì xách xe ra đây dựng là chỗ an toàn tí, đi bộ cũng được nha mọi người. Đi bộ đường này ra tới khu vực cái bè nước bên kia. Ok, bè nuôi hải sản lúc nãy á là cũng hợp lý. Ô xe con rồi, mừng quá, vẫn còn nguyên. Khu ghe B2 nha, ngày đêm qua bên đó đi thẳng là tới B2. Đã. Mình cố gắng đi hết cái phần hành trình dự định tối nay, sáng nay của mình là đi ra xem thử khu vực ngoài kia người ta đang san lấp mặt bằng làm cái gì, nên mình mới đi tiếp này, chứ không mình quay về được rồi. Quá phê, quá thích cho chuyến hành trình này rồi. Đây trên cầu dừng lại hơi nguy hiểm tí, nhưng mà mình xin phép 30 giây để dừng lại quay lại cảnh này để anh em cùng chiêm ngưỡng nha. Đó. Khu vực lúc nãy mình mới đi bên kia kìa, đi bộ nha. Đó, bên kia. Để dọc qua đây. Hôm sau mình đi bờ bên này nha mọi người. Hôm nay bờ bên này chắc dễ đi hơn. Đoạn này nè, nếu mà chui vào được là đi bờ bên này ok. Giờ mệt rồi. Hôm sau hẹn anh em đi bờ bên này. Khu vực bờ bên này được xem thử có đường đi xuống không. Bờ bên này có đường đi xuống nha anh em, nhưng mà phải để xe đoạn này nè đi. Okay. À, vẫn chưa thấy cái đoạn mà người ta điều mấy cẩu mới tới. Đoạn này thì cũng tương tự. Hôm nay nếu mà đi bờ bên này thì mình sẽ đi vào đoạn này và đi thẳng xuống. Bên này đã có mấy con đường ngang này. Mình chạy ra tới Đại Phú Gia luôn. Chạy ra Đại Phú Gia để thấy cái phần đang làm mặt bằng mình đó. Ok, đây, lên đây rồi mọi người ơi. Thấy mấy cái xe cẩu rồi. Đây, anh em hội tụ về đây rồi. Không biết anh em đang làm gì ở đây nữa. Mà hôm nay như các anh em nghỉ phỉ rồi, mấy anh em đâu có chạy đâu. Thấy về để vậy thôi chứ chưa có hoạt động gì. À, vậy là anh em tập trung về đây để nghỉ ngơi hả? Đây là cái cổng vào, họ chỉnh trang ok. Hôm nay chưa làm gì. Thấy đây là cái bãi thôi, như bản thân hiện tại thấy là một cái bãi. Đấy. Cổng thì mở nhưng mà muốn vào thì phải vào đây xin phép. Mà mình cũng chưa có dự định là hỏi thăm cái gì cả nên thôi đi ra để đem cập nhật thêm cái hình ảnh ở khu vực này đang sang sửa gì thôi. Vậy là không phải nha, nhưng mình cảm nhận là không phải cái dự án của bay mọi người, phần này của đơn vị khác rồi. Đây nó có mấy cái quán nhậu này, chạy xuống đây luôn là vào thẳng quán nhậu.
Đấy, khu vực này. Ok, vậy là chuyến hành trình hôm nay gọi là viên mãn rồi anh em ơi. Hẹn anh em ở dịp khác nha. Bây giờ thì sẽ ôm cua ba vòng xoay Đại Phú Gia này rồi sẽ kiểu về luôn á. Lại cập nhật tới phần cái phần lấp đầy của shop house An Phú Thịnh xong về nha anh em. Ui, nói chung là nếu mà anh em cảm thấy mệt mỏi quá thì nên đi bộ ra ngoài này như mình lúc nãy nha. Quá đẹp. Hôm bữa trước mình mới đi Đại Phú Gia rồi nên hôm nay mình sẽ không vào nữa, mình trở về nhà luôn, trở lại khu vực trung tâm thành phố nha. Mình thấy hình như là cái khu vực kia người ta đang xử lý móng để làm cái gì á, nên mình cố ý mình vào trong thử nha. Chạy thẳng bên này là từ Võ Nguyên Giáp về được, nhưng mà mình cố ý mà vào xem trong này được. Giảm tốc nè. Đã nhiều cái shop house khu vực này vẫn chưa được khai thác toàn bộ. À đây, khu vực này dễ là mình sẽ đi tìm. Hình như là khu vực này là khu vực Sông Hồng hay sao nhờ, chung cư Sông Hồng hả ta. Hồi trước mình có một cái thời gian mình đi truy tìm rồi mà tìm không ra, và mình không biết là nó ở đâu, mình đã bỏ cuộc giữa chừng vì mình nghĩ nó là một khu B2. Nhưng mà hôm nay thì có thể là khi mình thấy ở khu vực này thì chắc có lẽ nha anh em. Sao nó không có cái bảng hiệu dự án gì hết ta, đang xử lý móng ngang. Đây, nhà thầu Tùng Nguyên đang làm cái gì vậy trời. Ok, sorry anh em, lúc nãy mình không có để ý cái dung lượng á, nên là mình đã bị hết pin khi cập nhật về cái dự án này. Thì đây là hiện tại là đang thấy người ta xử lý móng thôi, cũng chưa có thấy cái bảng hiệu về dự án này. Nhưng mình nghi ngờ đây là khu vực chung cư Sông Hồng á mọi người. Đấy, hôm bữa trước mình có một lần đi tìm á, nhưng mà tìm mà không có ra. Đó, nên là hôm nay thì mình sẽ đi vòng lại một lần nữa xem thử như thế nào. Đây thấy các anh em dán cái bảng mấy cái hình ảnh về bán đất cũng nhiều. Thì mình nghĩ đây chắc là chung cư Sông Hồng á. Chưa thấy cái bảng hiệu gì cả. Đang xử lý móng nha. Ok. Thôi, mình trở về theo trung tâm thành phố thôi anh em ơi. Phần xử lý móng. Bắt đầu đi cái nền xuống. Xử lý nền chứ, xong rồi xử lý móng. Nói chung là cái đoạn này mình không có biết là dự án gì, không có rành. Sẵn rồi thì chạy luôn. Anh em cập nhật thêm cái tiến độ của khu B3, B1 An Phú Thịnh, tiến độ lắp đầy 50% thì chúng ta sẽ được cấp sổ nha. Đô thị 50, cục thành phố nên là 50. Còn nếu mà ở huyện thì nó tầm 30. Đảo nhẹ một vòng để biết thêm thôi, không biết giới thiệu gì về khu vực này nữa, đi nhiều quá rồi mòn mỏi rồi.
trên này để đông, phía dưới này là ăn của thịt. Nhưng mà giờ nguyên khu này mình gọi chung là ăn của thịt cũng được luôn. Là nó gần như là nó kết nối trực tiếp với nhau mà. Còn đây là cái khuôn viên của Vina 2 Panorama khi mà đã hoàn thiện nha. Nay bắt đầu cho thuê được khu này rồi nè. Đẹp. Cái shop house bên dưới thì vẫn chưa được lấp đầy à, nhìn là đẹp. So với Cala thì đoạn này chủ đầu tư hơn hẳn nha, làm nhanh hơn. Có thể là do cái ảnh hưởng của nó đến lại với lại cái dự án khác nên chủ đầu tư đẩy nhanh nè. Xong rồi, hoàn thiện. Nên thơ, đẹp đẽ ha, à, có quán cà phê rồi này. Island Coffee. Nhưng mà hơi nắng. Kiểu phải uống sớm nha mọi người. Sớm nắng. Giờ thì không ai uống được rồi, lên thăm thượng thì có hồ bơi, còn để xe là tầng 3, tầng 4 này, 3, 4, 5. Ok. Mình vẫn có giỏ hàng của Vina 2 Panorama, tuy nhiên thì do ít khách hàng hỏi quá nên là mình cũng sẽ không thể nào mà đọc toàn bộ được cái chính sách bán hàng ở đây. Nên anh em nào tin tưởng muốn kết hợp thì anh em làm việc thôi, còn bán dự án này cũng nhiều lắm. Nếu như mà quen sale nào thì anh em cứ làm việc với sale đó, còn nếu mà chưa quen ai thì cho cơ hội của Thi vậy thôi. Nói chung là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện vẫn biết nhau. Ok, vô duyên đối diện biết nhau liền thì thực ra như vậy nó mới dần. FPT thì khá là đổ bộ về Bình Định nha. Nói dùng từ khá mà. Tại vì đầu tiên họ sẽ đầu tư cái dự án của cái trường đại học FPT này. Bây giờ hiện tại đang mở rộng ở khu phía sau. Đấy. Còn tiếp theo thì họ sẽ có cái khu công nghệ cao ở trên khu vực Long Văn đó mọi người. Đấy. Trên đó thì đang triển khai rồi. Thế là họ có hai dự án và nó khá là lớn. Nó sẽ tạo cái điểm nhấn tác động. Còn ngoài ra thì các cái hệ thống về thương hiệu, về truyền hình kép mạng, rồi hệ thống phân phối FPT Shop thì nó đã có từ lâu rồi, nhưng mà kiểu như hai cái dự án đầu tư thế này thì nó có thể gọi là có độ phủ ở Bình Định rồi. Ok anh em theo dõi video tới đoạn biểu tượng Quy Nhơn thì mình sẽ dừng nha. Anh em nào mà có cái mong muốn mua ủng hộ cà phê thì liên hệ với Thi với số điện thoại là 0902088277 nha. Còn mà nếu mà ủng hộ mua bất động sản thì càng gọi là hay ho nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều trước. Rồi hẹn gặp lại anh em sau. Đấy bây giờ chúng ta đi thôi. Hôm sau chúng ta sẽ đi khu B2 này. Đi vô thêm quan mấy cái vườn hoa xem thử nó thế nào nha. Giờ trưa rồi, mình cần về nhà để xử lý một số công việc nhà nha anh em. Hẹn anh em dịp khác.